Xin kính chào quý vị và các bạn. Người đời hay nói, cái gì càng khoe càng mất. Đành rằng tốt khoe xấu che. Nếu có chồng đẹp, con khôn, nhan sắc đẹp, tài năng giỏi, thì phụ nữ chắc chắn là sẽ rất tự hào về những điều đó. Thế nhưng mà việc khoe khoang quá đáng cũng có thể khiến phụ nữ vấp phải những hệ lụy khó lường. Phụ nữ khôn ngoan biết khi nào nên nói, nên làm việc gì, và với năm điều này thì họ không bao giờ dại gì đem khoe ra cả. Đừng bao giờ ngu dại, khoe ra năm thứ này, tự chuốc họa vào thân mình mà không biết. Phụ nữ không hơn nhau ở tấm chồng, mà cuộc đời người phụ nữ hơn nhau ở cách họ sống, ứng xử và hành động. Một người phụ nữ luôn có những thứ nên nói, nên làm và những thứ không nên khoe ra. Và một người phụ nữ khôn ngoan thì không bao giờ đi khoe năm điều này. Thứ nhất, khoe thân thể. Thân thể phụ nữ đáng giá ngàn vàng. Da thịt không phải là thứ các chị em, các mẹ nên phô bày quá nhiều ra ngoài cho người khác thấy. Cách ăn mặc sẽ thể hiện khí chất, hình ảnh của người phụ nữ trong mắt người khác. Nếu ăn mặc quá tùy tiện, bạn sẽ tạo cho người khác cảm giác thiếu đứng đắn, không trang nhã. Một người phụ nữ kín đáo, biết giấu mình một chút và chỉ khoe vừa đủ sẽ khiến người khác ấn tượng hơn nhiều. Và mây tầng nào thì sẽ gặp mây tầng ấy. Cách ăn mặc của bạn ra sao thì sẽ thu hút những người đàn ông như vậy. Dù ăn mặc kín đáo không giúp bạn tránh khỏi kẻ xấu, nhưng nếu bạn khoe da thịt quá nhiều, chắc chắn kẻ xấu sẽ bị thu hút bởi bạn. Thứ hai, khoe chồng khắp nơi. Lấy được một người chồng tốt là điều đáng vui mừng trong cuộc đời phụ nữ. Thế nhưng, thực tế ngược với câu đẹp khoe xấu che, những điều tốt đẹp nhất thì luôn phải giữ kỹ bên mình, đừng dại khoe khoang với kẻ khác. Ở đời, cái gì quá tốt mà đem khoe sẽ bị người khác dòm ngó. Càng nhiều người dòm ngó, càng dễ mất, và dễ mất nhất chính là đàn ông. Chồng bạn càng tốt thì xung quanh sẽ càng nhiều ong bướm, càng nhiều cám dỗ. Bạn càng khoe cho nhiều người thì lại càng nhiều kẻ xăm soi, tăm tia mà thôi. Lòng người đầy sự đố kỵ và lắm thị phi, cho nên cách tốt nhất để giữ hạnh phúc là hãy giấu hạnh phúc cho riêng mình. Thứ ba, khoe tiền. Người đời có quan niệm kẻ giàu thực sự sẽ giàu từ cốt cách giàu ra, chứ không phải giàu từ bề ngoài giàu vào. Người giàu thực sự không ai khoe mình giàu, vì càng khoe ra lại càng nguy hiểm. Ngược lại, người càng khoe mình giàu, càng khoe nhiều tiền lại càng khiến mình kém sang và chưa chắc đã được xem là người giàu nhất. Bên cạnh đó, việc khoe tiền bạc chính là hành động rước rắn vào nhà. Những kẻ trộm cắp có ý định xấu, biết đâu lại thấy hình ảnh bạn khoe tiền ở đâu đó trên mạng xã hội, rồi nảy sinh ý định đột nhập để trộm cướp. Mạng xã hội có thể là thế giới ảo, nhưng những người sử dụng tài khoản đều là người thật cả. Thứ tư, khoe địa chỉ nhà ở, trường học của con. Người phụ nữ khôn ngoan tuyệt đối không khoe mình ở đâu, nhà cửa rộng lớn thế nào. Họ càng không ngu dại tiết lộ con học trường nào với người khác. Khoe nhà cửa rộng lớn có thể để người ta thấy bạn giàu có, nhưng cũng sẽ thu hút những kẻ có ý đồ đen tối. Để người khác biết về địa chỉ trường học của con lại càng hấp dẫn những ai đang nhìn ngó đến con bạn. Nhà cửa, con cái là những gì một người đàn bà thông minh luôn bảo vệ thật kỹ, không để họa tìm đến nhà chỉ vì một lời nói. Thứ năm, khoe tài năng. Người tài năng thì không cần khoe, người ta mới biết. Còn người khoe mình tài năng, người khác cũng chưa chắc công nhận. Nếu bạn tài giỏi, hãy dùng tài năng để thể hiện, để kiếm tiền, để thành công. Thế thì, dù bạn chẳng cần nói gì, người khác vẫn ngầm ngưỡng mộ hay ganh tị. Nhưng nếu bạn luôn khoe mình tài giỏi,
luôn phô trương những gì hơn người của mình, chỉ làm người khác thấy bạn thật huênh hoang và tự cao. Họ sẽ nghi ngờ liệu bạn có thật sự như mình nói, hay sẽ dần không còn muốn nghe bạn nói nữa. Thưa các bạn, phụ nữ là một nửa thế giới vì họ vô cùng quan trọng, nhưng đàn ông cũng vậy. Nếu không có đàn ông hay là không có phụ nữ tồn tại trên thế giới này, thì loài người sẽ chẳng thể sinh sôi. Thế nên trong quan hệ vợ chồng nên có sự tôn trọng lẫn nhau. Và là đàn ông trong gia đình thì nên biết thương vợ. Vì sao ư? Những lời bố dạy con trai dưới đây sẽ cho bạn hiểu rõ về điều đó. Bố dạy con trai vì sao phải thương vợ? Người bố bảo con trai của mình rằng chỉ cần nhìn vào chiếc giường là biết cuộc sống vợ chồng có hạnh phúc hay không. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đừng mang chăn gối ra sofa ngủ, cũng đừng quay lưng vào người vợ của con. Hãy ôm cô ấy vào bờ vai của con. Tất cả sẽ qua đi, chỉ tình yêu còn lại. Bố bảo, lúc giận có thể cãi nhau, nhưng đừng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Cãi nhau không có nghĩa con có thể dùng những lời lẽ xúc phạm dành cho người mà con sẽ đầu gối tay ấp cả cuộc đời. Cãi nhau có nghĩa là nói hết những gì trong lòng để hai vợ chồng hiểu, thông cảm cho nhau, xóa đi hết mọi hiểu lầm. Bản thân con nhiều khi còn chẳng hiểu được con, thế nên đừng mong người khác phải hiểu khi con cứ giữ trong lòng. Bố bảo, cãi nhau với phụ nữ thì đừng có nói nhiều, chỉ cần nói vừa đủ. Độ khuếch tán âm thanh của đàn ông chẳng bao giờ bằng phụ nữ. Một người vợ chân chính sẽ đủ tinh tế để biết khi nào cần nói, lúc nào nên im lặng, ngay cả trong khi nóng giận nhất. Bố bảo, dù ở ngoài xã hội, con có là xe ôm hay ông lớn ông bé, thì về nhà con vẫn là trụ cột của gia đình. Vợ con có thể là người phụ nữ rất đảm đang. Cô ấy có thể đóng đinh, sửa ống nước hay tháo quạt trần. Nhưng con hãy làm việc đó, trừ khi con quá bận. Nó vừa thể hiện sự công bằng, vừa thể hiện sự chia sẻ với vợ chồng. Bố bảo, sau khi kết hôn, con sẽ cảm thấy hối hận ít nhất là vài lần. Thậm chí có mối quan hệ ngoài chồng, ngoài vợ. Mỗi lần như vậy, con hãy nhớ rằng, người phụ nữ kia hiện tại có thể yêu con 10 phần, còn vợ con cũng từng yêu con hơn cả như thế. Nhưng khi bước vào hôn nhân, vai trò của phụ nữ càng trở nên phức tạp. Ngoài tình yêu, họ còn có cả trách nhiệm. Vì vậy, khi đã kết hôn, người ta sẽ không thể hiện tình yêu với con như trước nữa. Họ phải dành một phần trong số đó để yêu bố mẹ chồng, rồi lại một phần để yêu bố mẹ họ, còn thêm phần nữa cho con cái. Và như thế, 10 phần tình yêu khi bước qua hôn nhân chỉ còn lại 7 phần. Bằng cách này hay cách khác, 3 phần con mất đi từ tình yêu của vợ sẽ được nhận lại gấp đôi từ gia đình và con cái của con. Và một lý do nữa, nếu con có một mối quan hệ không ngay chính thì sẽ chỉ đem lại cho con hạnh phúc nhất thời. Còn người vợ sẽ đem lại cho con hạnh phúc bền vững. Con thấy đấy, trên đời chưa từng có một kết cục nào tốt đẹp cho một người đàn ông không chung thủy, phải không? Bố nói rằng, thời kỳ mang thai là khó khăn nhất đối với phụ nữ. Là bởi vì khi một thiên thần chào đời, thì người phụ nữ phải qua thời gian vô cùng khổ cực. Vợ con đã gánh vác sự khổ cực đó để đem lại niềm vui cho cả nhà. Thế nên, đừng thở dài khi thấy vợ con chẳng còn được vẻ đẹp thời thiếu nữ hay liếc mắt nhìn những cô gái trẻ đẹp ngoài đường. Một người đàn ông chân chính sẽ không bao giờ làm vậy đâu, con à. Hãy cùng vợ con cảm nhận niềm vui của những ông bố bà mẹ. Điều đó sẽ tuyệt vời lắm đấy. Bố bảo, chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở. Thế nên, con hãy là sợi dây kết nối họ, hai người phụ nữ yêu con nhất trên đời. Đừng để mẹ cảm thấy bà đã mất con trai,
và vợ con cảm thấy chồng mình là người nhu nhược. Như thế mới là đàn ông chân chính. Bố bảo, đừng tưởng người mẹ mới dạy dỗ được con. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong thời gian người mẹ mang thai, thì người cha mới là người ảnh hưởng lớn nhất đến tình cảm và sự phát triển của trẻ. Con có thể không là người bố tuyệt vời nhất thế giới, nhưng hãy là người bố tuyệt vời nhất trong lòng những đứa con. Bố bảo, nếu không thể hiểu vợ, thì con sẽ chẳng thể yêu cô ấy đậm sâu. Vậy nên, hãy hiểu vợ bằng chính trái tim mộc mạc của con. Quá khứ là thứ đã qua. Hiện tại mới là cuộc sống. Nếu quá khứ của vợ con có lỗi lầm, đừng chấp nhặt, cũng đừng đay nghiến. Vì đồng ý lấy vợ là con đã chấp nhận tất cả những gì thuộc về cô ấy. Hãy khoan dung và độ lượng. Dù không nói ra, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ yêu con đến suốt cuộc đời. Một tình yêu bao gồm cả sự biết ơn và tôn trọng.